Xin chào các bạn đang đến với Hack Channel. Và hiện tại thì trên tay mình đang là chiếc LG V10. Và chiếc LG V10 này đang được giảm giá sốc tại Hacknam Mobile. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm lại một cái bài đọc hộp để cho các bạn xem. Ở bên trong của cái hộp này thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ chia làm hai phần. Một bên là đựng máy, nó khá là gọn gàng. Đây là chiếc LG V10 ha, mình sẽ bỏ xuống. Và bên này thì chúng ta sẽ có các phụ kiện, như là chúng ta sẽ có củ sạc. Củ sạc này là cái loại củ sạc nhanh, giúp cho các bạn có thể sạc nhanh hơn khi mà các bạn sử dụng điện thoại của mình. Đây là cáp USB. Cáp USB của mình. Cái tai nghe thì nó được đặt trong một cái chiếc hộp màu trắng nhỏ gọn và rất là đẹp, do cái hãng AKG sản xuất, một hãng sản xuất tai nghe rất là nổi tiếng. Và bên trong thì chúng ta sẽ có cái phần tai nghe. Mình thấy nó được làm khá là sang trọng và các cái nút được mạ vàng rất là đẹp mắt. Và cái dây tai nghe thì nó được làm bằng dù, nó sẽ cho cái cảm giác là cao cấp và bền khi mà sử dụng. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta là chiếc LG V10. Lần này thì mình thấy là LG đã thiết kế ra một cái sản phẩm nó đẹp hơn và hoàn thiện hơn rất là nhiều, khi mà máy nó được làm thẳng, không có bị cong như là chiếc LG G4. Và mình thì đặc biệt thích cái mẫu LG V10. Ở mặt trước của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình 5.7 inch với độ phân giải là 2K. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có hai camera. Một camera thì có một cái góc rộng là 80 độ, còn cái camera còn lại thì có cái góc là 120 độ, giúp các bạn có thể tự sướng một cách dễ dàng hơn và như là tuyệt vời hơn. Chúng ta sẽ có loa thoại, cảm biến và đặc biệt thì nó sẽ có một cái màn hình phụ. Cái màn hình này thì mình sẽ nói sau ha. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có ba phím điều hướng, nó được đặt nằm ở bên trong màn hình 5.7 inch của LG và logo của LG thì được nằm ở dưới này. Ở phía sau của máy thì chúng ta sẽ bắt gặp cái cụm phím cứng trông rất là quen thuộc và truyền thống của LG, đó chính là cái nút tăng giảm âm lượng cũng như là cái nút nguồn. Và cái nút nguồn này thì nó được tích hợp luôn cái cảm biến vân tay, và đây là lần đầu tiên mà LG tích hợp cái cảm biến vân tay lên sản phẩm của mình. Chúng ta sẽ có một cái camera có độ phân giải là 16 megapixel. Camera này thực chất là mình thấy là nó lấy cái camera của LG G4 quăng qua cái LG V10 thôi, nhưng mà nó sẽ có được nhiều tính năng hơn trong cái phần mềm. Chúng ta thì sẽ có đèn flash và laser để lấy nét nhanh hơn khi mà các bạn chụp ảnh, và logo của LG. Máy thì sẽ có cái khả năng như là tháo nắp lưng ra để khi mà các bạn có thể thay thế pin cũng như là gắn sim. Và cái nắp lưng này thì nó được làm bằng chất liệu là silicon, rất là dẻo khi mà các bạn sử dụng, và đặc biệt là nó, cái họa tiết nó được làm sần cho cái cảm giác rất là bám tay và mình rất là thích cái họa tiết này. Và đây là cái viên pin có dung lượng là 3000 mAh. Đây là vị trí của sim và cũng như là cái thẻ nhớ mở rộng lên đến 128GB. Hiện tại thì LG V10 được chạy trên cái nền tảng Android 5.1.1 Lollipop và được tùy biến trên cái giao diện của LG. Mình thấy là đây là một cái giao diện rất là đẹp và cũng như là mượt, khá là phẳng và cũng như là rất là dễ sử dụng. Máy này thì sẽ có một cái con chip Snapdragon 808 và 4GB RAM, cho phép các bạn chơi game, lướt web, nghe nhạc, đọc sách thì vô tư, không có hiện trạng bị treo, lát hay là giật. Và mình cũng không hề thấy một cái hiện tượng bị trễ nào khi mà trong quá trình mà mình sử dụng. Và mình thì rất là thích khi mà LG không cái trang bị con chip 810 lên LG V10 mà chỉ dừng lại 808 mà thôi, thì nó sẽ bớt nóng hơn và cũng như là nó sẽ cho tốc độ tốt hơn rất là nhiều. Và một cái điểm mà rất là đặc biệt của LG V10 nữa là nó sẽ có một cái màn hình phụ 2.1 inch ở trên này và cho phép các bạn tùy biến rất là nhiều. Và mình thì sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn về cái màn hình phụ này ở cái video sau của mình, đó là những điểm đáng mua của LG V10. Và hiện tại thì chiếc LG V10 chúng ta sẽ có hai màu chủ yếu, đó chính là màu đen và màu trắng, để phù hợp cho những cái sở thích của các bạn khi mà lựa chọn mua màu. Và điều đặc biệt đó chính là hiện tại thì Hacknam Mobile đang giảm giá đến 3 triệu đồng cho sản phẩm LG V10. Vì thế các bạn hãy nhanh tay sở hữu cho mình một smartphone mà mình thấy là nó hoàn thiện về mọi mặt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.